Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình có dịp đi lên Bình Xương, biên giới với Campuchia với anh em ở đây uống cà phê, ăn chè. Đây là bờ kè Bình Xương này các bạn. Anh em có việc tụ tập. Bữa nay thì có sự hội ngộ của nhà Kawasaki khi mà có một chiếc Kawasaki Z8, Z9 và một chiếc Z1000 đời 2013 Limited Edition. Đây là phiên bản Z1000, bản giới hạn đời cuối của chiếc Z1000 2013. Cùng với đó là một chiếc R15 V3 và một chiếc R3 và một chiếc Exciter nữa. Đây là chiếc Z1000 dán tem Mitsui Gamin, được thiết kế tại Akadeka nha. Cái bản chiếc Z1000 này nó rất là nhẹ hơn so với những chiếc Z8 khi mà nó được trang bị một cặp mâm nhôm. Đây là G3 của mình nè, Z900, Z8, Z1000. Thì mấy ngày nay á, là do đại dịch Corona nên tem mình cũng không có đi tour nhiều, nên mình cũng không có làm những cái vlog mới. Sắp tới có lẽ mình sẽ mượn chiếc Z1000 này để mà quay review cho các bạn xem. Z1000 này là bujin đã móc và đi cổ full system nha các bạn, nổ rất là chát luôn. Z9. Đây là Z8, bữa hôm mình đã chạy rồi nè. Đây là đồng hồ của chiếc Z1000 2013. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip mình á. Mình sắp tới mình sẽ làm một vài cái tour mới nữa, sao chừng nào cái dịch bệnh Corona nó bớt thì chắc có lẽ mình sẽ đi tour nhiều hơn, mình làm thêm nhiều video cho các bạn xem. Rồi, chào tạm biệt các bạn.